mà. Con đóng luôn, tặng con gọi đi để nó thấy. Tôi đi xuống bổ nè, bổ nè. Nào mình đi xuống đóng rồi mình tao trên đây tao đưa bổ cho. Mỗi cái là nó vô luôn đó. Trời, tổng thoải mái luôn hả? Mỗi cái nó cắn vô, nó nhào vô nhiều luôn đó. Lấy đồ tắm luôn không bỏ? Hay đưa nó bỏ của anh Dũng rồi. Đó nãy tôi lấy ra mấy miếng đó. Còn nhỏ không được nữa, tăng đóng hai miếng. Phải tắt khép ra đứng được. Không không. Miếng có được, đóng dưới luôn. Đóng hai miếng. Đóng xuống dưới đó sình luôn. Bởi vì miếng trên nó ngọng. Ừ, đóng xuống chút. Ừ. Rồi, đóng hơi dở ra. Cái gì gặp đóng hai miếng. Chị không nó có tìm được cuốn đây đâu mà nó đóng kiểu này vậy. Ác kìa. Đóng đi tôi đi kẹo.